Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình luyện đọc tiếng Việt lớp 2 tập 1. Bài hôm nay chúng ta đọc có tựa đề là Bức tranh bàn tay. Giờ học vẽ. Cô giáo yêu cầu mỗi học sinh vẽ một vật em thích hoặc một người em yêu quý. Nhận tranh của học sinh, cô giáo rất vui. Cả em vẽ mẹ dắt con đi chơi. Cả em vẽ bố với một trái tim. Cả em vẽ cô giáo với một bó hoa. Đến bức tranh của Hải, cô giáo rất ngạc nhiên. Thấy bức tranh chỉ có hình một bàn tay, được vẽ rất đơn giản, vụng về. Vì sao em vẽ bàn tay? Bàn tay đó của ai? Cô giáo đến bên Hải và hỏi nhỏ cậu bé. Đó là bàn tay của cô đấy ạ. Cậu bé thì thầm. Cô giáo nhớ lại. Trong giờ giải lao, đôi lúc cô nắm tay Hải. Cô cũng làm thế với những học trò khác. Nhưng với Hải, một cậu bé trầm lặng, ít nói, điều này rất có ý nghĩa. Cô giáo cảm thấy mình vừa nhận được một món quà rất quý. Theo sách Hạt Giống Tâm Hồn. Và bài đọc đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.